Bồ Tát nói, thuận theo tự nhiên là một loại phúc, hay đó là cảnh giới cao nhất của trí tuệ. Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen, nhận cúng bái của mọi người. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, tôi có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không? Bồ Tát trả lời, chỉ cần anh không mở miệng. Kẻ lang thang ngồi lên đài sen, trước mắt của anh là cả một ngày hỗn loạn ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này điều kia, anh vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến. Phú ông nói, cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt. Nói xong, ông dập đầu đứng dậy, ví tiền lại bị rơi xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi phú ông đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói, cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ. Cầu xong, ông dập đầu đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên, Bồ Tát quả thật hiển linh rồi. Ông cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói, không phải hiển linh, đó là đồ của người ta đánh rơi. Nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào, ngư dân cầu xin. Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió. Đoạn dập đầu đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng, người ngư dân đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng không có cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to, dừng tay, rồi đem chân tướng nói ra cho họ, tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này, Bồ Tát mới nói, người cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Người hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Người mở miệng, tự cho mình rất công bằng, nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa cho người thân. Người giàu không có cơ hội tu đức hạnh, người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu người không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu. Người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức. Ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền tránh được mưa gió, có thể còn sống sót. Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa. Rất nhiều sự tình, nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Yên lặng và theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc. Con người một khi so đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc. Bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng. Đường đời mưa gió gập ghềnh, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng qua đi, mọi sự đều đến rất tự nhiên. Đời người có hàng trăm hình dạng, tâm thái khác nhau, nhưng thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất. Kỳ thực, vạn sự không cần quá để ý, khi nắm trong tay thì nên quý trọng, một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Quá quan tâm hay để ý quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời giảm đi một nửa. Xem nhạt một chút sẽ thấy cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc hơn. Có duyên không có phận hay có phận không có duyên đều là sự thiếu sót, sự không tròn đầy trong sinh mệnh. Đừng để nó trở thành vật cản, làm hoang mang và làm cho con đường đời của bạn trở nên mịt mờ. Có thất bại sẽ có thành công, có hoàn mỹ sẽ có tiếc nuối. Thà rằng hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với mọi sự vật con người gặp được trên đường đời. Đời người giống như nước chảy mây trôi,
Những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Điều chúng ta có chính là hiện tại. Nên là một người quên đi cực khổ từ trong sự khuyết thiếu và vỡ nát mà học được cảm tạ. Trong cuốn sách Đường đời trống rỗng, nếu như chúng ta có thể lặng lẽ viết thêm vào đó chính bản thân mình, nhuộm thêm những sắc màu khác nhau, vẽ lên những tia pháo hoa rực rỡ, đến một ngày nào đó, linh hồn và cuộc đời chúng ta sẽ tròn đầy viên mãn. Trong cuộc sống, kỳ thực có rất nhiều người mà chúng ta cho dù có muốn chạy thoát cũng không chạy thoát khỏi. Không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người sờ không được. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân quý, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì nên thuận theo duyên. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên mới là điều tốt nhất. Thế gian không ai hoàn mỹ, mọi người ai cũng đều là từ trong sai lầm và thất bại mà không ngừng lần tìm con đường ra cho mình, mà trở nên thông tuệ hơn, trở nên thành thục hơn và biết nhìn xa, trông rộng hơn. Không có ai vừa sinh ra đã hoàn mỹ, không có ai sống cả đời mà không từng phạm phải sai lầm. Chỉ cần không đi cố tình làm tổn hại người khác là tốt rồi. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi. Chỉ theo đuổi sự vui chơi giải trí mà chính là bồi dưỡng một tâm thái bình tĩnh, xem nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất trên cuộc đời. Cho dù cuộc đời của chúng ta không thuần khiết, đẹp đẽ như mặt trăng, nhưng trong lòng chúng ta vẫn cần có một khoảng không khoáng đạt, rộng rãi, tiếp nhận tất cả. Duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, huống chi là duyên phận. Cuộc đời ai mà không gặp những điều không như ý, những trắc trở, những điều quan trọng là mỗi người đối mặt với chuyện này như thế nào, bảo trì được một tâm thái lạc quan, hướng về phía trước, không đặt tâm quá nặng vào chuyện danh lợi, cũng không cố ý theo đuổi, thản nhiên đối đãi với cuộc đời mới là người có trí huệ. Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không thể giữ lấy, chỉ có thể trải qua. Suy cho cùng, chúng ta bất quá cũng chỉ là những vị khách qua đường mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vĩnh biệt hết thảy những thứ mà mình gặp trong cuộc đời này. Cho nên, sao phải vì những điều tạm thời ấy mà khổ sở trong lòng, suy nghĩ ngày đêm không yên. Luôn có những cơn gió vào sớm mai, luôn có mặt trời rực rỡ vào lúc hoàng hôn, hay những ngôi sao sáng vào đêm hè. Cho nên, chi bằng hãy luôn bảo trì tâm thái, thuận theo tự nhiên mà sống. Có lẽ, rất nhiều sự tình trong đời cũng không cần chúng ta phải làm phức tạp đến thế, và có lẽ cũng nhiều sự tình cũng có thể cải biến thành đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Đợi một ngày nào đó, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện, cho dù là xảy ra sự tình gì đi nữa, thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông và biến mất ở phía tây. Rất nhiều sự tình không cần phải so đo, tính toán quá nhiều. Rất nhiều sự tình không cần phải phân rõ ai đúng, ai sai. Tính toán càng nhiều thì sẽ càng mệt. Càng tìm ra ai đúng, ai sai, thì sự tình càng trở nên rối ren và phức tạp hơn. Quả thực, được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống nhiều quanh co này, có thể xem nhạt mọi chuyện, thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an nhiên mà tự tại. Làm mà không cầu. Kỳ thực, trong cuộc đời, ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau, những nguyện vọng mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng và những điều tốt đẹp của mình, nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ và có những quy luật
vô cùng to lớn đang tác động lên con người, đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình. Nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa cuộc đời. Một chuyến đi không bao giờ trở lại. Buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn khắc khổ, cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Những điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn sao? Người ta nói kẻ thù của đời người là chính mình. Quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Sau cùng, hãy sống bao dung. Người ta sống trên đời này không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Họa phúc luôn xoay vần, mà cái đắng cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Trong làng có ông họ thôi kiện một kẻ cường hào, lẽ phải thuộc về ông nhưng lại bị xử thua. Ông thôi bất bình phẫn uất muốn chết. Đêm về, ông mộng gặp lại người cha đã khuất. Người cha nói với ông rằng, lừa được người chứ không lừa được thần. Con người có đồng đảng nhưng thần thì không. Oan khuất thế gian càng khổ thì kêu oan với âm phủ càng dễ dàng. Hôm nay những kẻ ngang ngược đắc ý, mười mấy năm nữa trước tấm gương chiếu nghiệp, họ sẽ kinh sợ run lẩy bẩy chịu tội. Ta ở âm phủ làm trà lại, đã thấy sổ của phán ti rồi, con còn tức giận làm gì nữa. Từ đó thôi ông không còn oán hận, u sầu, phẫn uất nữa, cũng không nói lời nào về chuyện đó nữa. Nhân quả là tồn tại, thiện ác là có báo ứng, cũng giống như chúng ta trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mọi việc tốt xấu, thiện ác chốn nhân gian đều có nhân duyên. Con người sống ở cõi nhân gian cũng chỉ trăm năm, chỉ là chớp mắt trong thời gian dài đằng đẵng của vũ trụ trời đất. Nếu con người đến cõi nhân gian trong chớp mắt đó, rồi tan biến, tự nhiên xuất hiện, rồi tiêu tan, thì đâu cần sinh mệnh con người là anh linh của vạn vật, là kiệt tác của tạo hóa làm gì? Nếu con người chỉ là xương thịt, xuất hiện rồi biến mất, tranh đấu, hưởng thụ, buông thả, ham dục, thì sẽ không còn việc ác nào mà không làm để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Như thế, con người không bằng cả con vật, vậy đâu cần tạo ra con người. Con người làm gì có ý nghĩa để sinh tồn đâu. Con người đến với thế gian là để tìm đường giải thoát, trở về với thiên quốc. Xuống thế gian là xuống cõi mê, nên không biết được cội nguồn của sinh mệnh, không biết được đến với thế gian để làm gì, ý nghĩa nhân sinh là gì. Do đó, cứ chìm nổi trong sáu nẻo luân hồi mà trả nợ nghiệp và tạo nghiệp mãi. Người xưa để lại lời răn dạy, thà tin rằng có, chớ tin là không. Tin nhân quả sẽ không làm điều ác, ít nhất cũng có đời sống đạo đức và an hòa. Mà nếu không có nhân quả luân hồi thì niềm tin ấy cũng khiến họ chẳng tổn thất gì. Còn những người không tin nhân quả, ắt sẽ buông thả phóng túng, chạy theo dục vọng mà trở nên sa đọa hành ác. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu của cải danh vọng người thân cũng đều phải bỏ lại và để lại tiếng xấu muôn đời. Còn nếu thật sự có nhân quả luân hồi thì điều chờ đợi họ sẽ khủng khiếp như thế nào? Câu chuyện
cúng dường trân bảo. Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi tịnh xá Trúc Lâm. Trong thành Vương Xá, có một người thương chủ tên là Phù Hải, cùng với nhiều khách thương đi ra biển cả tìm châu báu. Người vợ còn trẻ trung, dung nhan xinh đẹp, sầu lo về nỗi chồng đi xa, đêm ngày mong mỏi cho được về sớm. Bà liền đến thờ thần ngoại đạo Na La Diên mà khấn rằng: "Nhưng ngài phò hộ cho chồng tôi ăn ổn mà về sớm, tôi sẽ dâng cúng các thứ vàng bạc châu báu mà báo ơn ngài. Còn nếu chồng tôi gặp nạn chẳng về, tôi sẽ đem các thứ phân uế nhơ nhớp mà bồi trét lên tượng ngài." Không bao lâu, chồng bà ta được trở về bình an vô sự. Bà liền sắm sửa các thứ châu báu vàng bạc cùng với một đoàn tùy tùng mang đến cúng thần Na La Diên. Trên đường đi, bà gặp Phật đang cùng với chư tỳ kheo đi khất thực trong thành. Từ xa trông thấy vẻ trang nghiêm của Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dáng đi uy nghi, thanh thản, có hào quang rạng chiếu rực rỡ quanh thân. Bà liền sanh tâm hoan lạc vui mừng, muốn mang hết những châu báu vàng bạc mà dâng lên cúng dường. Những người tùy tùng liền cản lại nói rằng: "Vị này chẳng phải là thần Na La Diên." Nhưng bà chẳng nghe theo lời can ngăn ấy nữa, vì lòng bà rất kính mộ. Bà đến trước Đức Thế Tôn, quỳ xuống rồi tung hết những châu báu vàng bạc mang theo lên không trung mà cúng dường ngài. Những vàng bạc châu báu ấy bay lên hư không, bỗng nhiên biến hóa thành một cái lọng báu bay theo che bên trên Phật. Người phụ nữ nhìn thấy sự thần biến như vậy, lòng bà sanh ra tinh kính sâu vững nơi Đức Phật, liền chí thành lễ bái mà phát lời đại nguyện rằng: "Con nhờ công đức cúng dường Phật hôm nay, nguyện trong đời vị lai sẽ được thành chánh giác, cứu độ chúng sanh như Phật ngày nay không khác." Khi bà phát nguyện như vậy rồi, thì Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Từ nơi trán, giữa hai hàng lông mày, phóng ra một đạo hào quang năm sắc, chiếu khắp thế giới, hóa hiện đủ các màu sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: "Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười? Xin giảng giải cho được biết." Phật bảo A Nan: "Ông có nhìn thấy người phụ nữ cúng dường trân bảo cho ta hôm nay chăng?" A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, con đã thấy." Phật bảo A Nan rằng: "Người phụ nữ này trong tương lai không còn bị đọa vào các đường ác nữa, thường được hưởng những điều khoái lạc trong cõi trời người. Trải qua ba A Tăng tỳ kiếp nữa sẽ trở thành Phật, hiệu là Kim Luân Anh Lạc, hóa độ chúng sanh số lượng nhiều không thể tính đếm. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười." Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Phật cắt mình thế thịt chim bồ câu. Trời quang muôn dặm, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Đức Phật đi đến ven rừng, bỗng thấy một con chim ưng đang đuổi theo một con chim bồ câu trắng. Đứng trước nguy cơ bị mất mạng, bồ câu trắng thấy Phật liền sa vào lòng ngài để lánh nạn. Đức Phật liền bảo vệ che chở cho nó. Chim ưng bèn xếp cánh đáp xuống một cành cây và nói: "Ngài muốn cứu bồ câu thoát chết, lẽ nào lại để cho tôi chết đói?" Đức Phật ung dung hỏi: "Ngươi cần những gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi." Chim ưng liền đáp: "Tôi muốn ăn thịt." Đức Phật liền rút ra một con dao nhỏ, thản nhiên cắt thịt cánh tay trao cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu, do đó Phật lại cắt thêm thịt. Chẳng mấy chốc, thịt cánh tay cắt gần hết mà vẫn không làm sao đủ nặng bằng thịt bồ câu. Chim ưng hỏi Phật có hối hận hay không? Phật đáp: "Ta hoàn toàn không hối hận một mảy may nào hết, vì muốn cứu vớt mọi sinh linh thì thịt cánh tay ta có gì là đáng tiếc. Nếu lời nói này của ta xuất phát từ trong lòng chí thành, thì mong thịt cánh tay ta sẽ liền lại như trước." Đức Phật thề nguyện vừa xong, quả nhiên thịt cánh tay ngài trở lại như trước.
chim ưng liền hiện nguyên hình đế thích, vút lên không trung hướng về phía Đức Phật thi lễ, miệng không ngớt tán thán rồi bay đi. Tin tức Đức Phật vì lòng từ bi cắt thịt cánh tay hiến cho chim ưng, chẳng bao lâu truyền đi khắp nơi, khiến mọi người đều ca ngợi hạnh nguyện hy sinh cao cả của một bậc vĩ nhân. Câu chuyện Bầy Lương xin cứu mạng. Vào khoảng năm vạn lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư Hàng Châu có một gia đình phú hộ họ Vu, bình giờ không sát sinh mà thích bố thí làm nhiều việc thiện. Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải, họ Vu liền mở hầu bao lấy tiền cứu trợ. Người đàn bà láng giềng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng 10 con lươn cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn. Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lươn ấy thả vào trong một cái an, rồi lấy đồ đậy lại chờ đem phóng sinh. Chẳng may cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy. Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng 10 người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào phòng quỳ xuống thưa: "Xin Thái Phu Nhân mở lòng từ bi, ban cho chúng tôi đường thoát nạn." Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi. Thái Phu Nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai. Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào. Bốc sư bói xong một quẻ liền bảo: "Thái Phu Nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ, lại quý tôn phủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích." Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra 10 con lươn lớn đang rộng trong an. Số lươn này tương ứng với 10 vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng. Bà hoảng kinh thất sắc nói: "Nguy thay, suýt nữa ta làm hại 10 sinh mạng này rồi." Lập tức bà truyền lệnh cho người nhà đem số lương ấy thả vào trong hồ. Từ đó về sau, con cháu nhà họ Phu ngày càng thịnh vượng. Cả đời tôi tin sâu hai điều. Thứ nhất, nhân quả Phật giảng chân thật không dối, người ta thật sự có bị báo ứng nhân quả. Thứ hai, có những cảnh mắt thịt chúng sinh không nhìn thấu nhưng vẫn hiện hữu, và người học Phật chân chánh có thể cải đổi vận mệnh. Tôi muốn nói rằng, không có việc gì vô duyên vô cớ xảy ra. Xin lấy chuyện chồng và con gái tôi mà nói, nhân duyên rất xấu. Cho dù tôi học Phật nhiều năm, song vẫn khó thể buông xả cắt đứt. Trong giấc mộng mới đây, tôi mơ thấy có một kiếp mình là tú tài nghèo, đã có vợ rồi, nhưng vì muốn cưới vợ bé mà ruồng bỏ vợ lớn. Con gái hiện nay của tôi vào kiếp trước là thiếu nữ, từng bị tôi cưỡng bức. Cô ta căm giận nói: "Tôi thù ông đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ làm ông tiêu tan tất cả." Tỉnh dậy tôi ngẫm kỹ, thế quả đúng không sai. Đời này tôi mang thần nữ, lo nhà cho chồng xong thì chia tay. Hiện nay chồng và con gái đối với tôi lạnh nhạt như người dưng, họ chỉ liên hệ khi cần tiền, ngoài việc đó ra thì chẳng thèm lý đến tôi. Những chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi đều là có thực. Hôm nay tôi kể ra chỉ mong rằng những ai hữu duyên xem đến bài viết này sẽ cảnh giác, nhất tâm nhất ý sám hối tu hành, làm theo lời Phật dạy, chọn pháp môn tu thích hợp căn cơ mình, hành cho thấu đáo để giải thoát xa lìa khổ đau. Riêng bản thân tôi tu pháp môn niệm Phật. Cha mẹ tôi qua đời rồi, tôi mới biết đến Phật Pháp. Ở công ty, cha mẹ của tôi luôn được mọi người ca ngợi là hiền lành, trung thực, tốt bụng. Nhưng mẹ tôi đến 57 tuổi thì chết vì bệnh ung bướu thực quản. Phụ thân tôi lúc 63 tuổi thì bị gãy xương chân dẫn đến bại liệt và qua đời. Song thân tôi đồng mất trong một năm, chỉ cách nhau 3 tháng. Sau khi cha mẹ tôi mất, đã để lại cho tôi rất nhiều đả kích, khiến tôi hầu như sống không bằng chết. Có một thời gian tôi rất muốn chết luôn theo họ.
Trong tình huống tinh thần suy sụp như thế, tình cờ tôi biết đến Phật Pháp, thật là tri ân. Khi đó, sư huynh khuyên tôi nên tụng kinh Địa Tạng. Tôi nhất tâm nhất ý thực hành, không có bất kỳ tạp vọng nào khi tụng kinh. Tụng đến chỗ nàng Quan Mục độ mẫu thân, tôi cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng, nên lệ tuôn đầm đìa, đồng thời lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân, đau đến không muốn sống. Sau đó tôi mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm bảo tôi: "Con đừng buồn thái quá, cha mẹ con lâm bạo bệnh qua đời là do nghiệp lực chiêu cảm." Bỗng nhiên tôi hiểu ra, do cha mẹ tôi sát sinh quá nặng, mẹ tôi ưa giết gà, còn cha tôi ưa bắt cá, bắn chim. Trong kinh Địa Tạng đã tả đủ tướng trạng và tội nghiệp của người, trong đó có cha mẹ tôi. Lúc chưa biết Phật Pháp, tôi cũng đã đích thân chứng kiến. Lúc đó tôi còn cho là có lẽ do bệnh nằm lâu trên giường, bị tiêm thuốc mãi nên phát sinh ảo giác. Nhưng thực ra không phải thế. Đến sau này khi tôi tụng kinh Địa Tạng, thấy tả cảnh oan gia trái chủ giả biến làm thân nhân người mất đến dẫn dụ họ đi, thì tự dưng đầu óc bừng tỉnh và hiểu ra. Thậm chí những việc hồi nhỏ tôi đều nhớ lại rõ hết, giống như xem cuộn phim chiếu trên màn bạc vậy. Tụng kinh Địa Tạng đến ngày thứ ba, tôi lại nằm mộng thấy Bồ Tát Quan Âm bảo: "Cha con đã đến Tây Phương, nhưng mẹ con thì còn hiện tướng. Thân trên là người, còn thân dưới có một chân là dê, một chân là bò." Nguyên là mẹ tôi hồi còn sống ở thế gian rất ưa ăn thịt bò, dê, còn hay giết gà. Bà bị bướu thực quản phải mổ, xem như bà giết gà thế nào thì khi mổ giống thế ấy. Cổ bị rạch 10 cm, bụng cũng bị mổ, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Cha tôi hồi còn sống ưa bắt chim trói chân chúng lại. Ngày nọ ông té từ trên cao xuống đất, khoảng cách chỉ độ 1 mét, vậy mà bị gãy chân dẫn đến liệt não, khổ hết chỗ nói. Sở dĩ tôi kể lể dài dòng là vì muốn chư vị hiểu rõ, ai được nghe Phật Pháp là có phúc duyên rất lớn, hãy dốc lòng tha thiết, nguyện, tin, hành và đem lòng tri ân, tự biết lỗi sám hối, chân thành tu niệm. Còn một việc nữa, trước đêm Vấn Xuyên bị đại địa chấn, tôi nằm mơ thấy rất đáng sợ. Có thiên nhân phẫn nộ nói: "Bọn các ngươi những tội sát, đạo, dâm vọng, không ác nào mà không làm. Kể cả kẻ tu học Phật mà tâm miệng chẳng tương ưng, phải để cho các ngươi tự nếm ác quả của mình." Nói xong, một chân thiên nhân tung ra đạp chết rất nhiều người, đá sập rất nhiều nhà. Bàn chân ông to khổng lồ định tiến tới giẫm đạp tôi. Tôi phát hoảng, vội cầm miếng giáp sắt màu trắng che trên đỉnh đầu, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thoát nạn. Tỉnh dậy mồ hôi tuôn đầy, nghe ngoài đường con chó đối diện sủa rất ghê. Tôi lập tức ngồi bật dậy đọc câu "Phàm hữu tướng giai thị hư vọng" để tự trấn an mình. Nào dè trưa hôm sau Vấn Xuyên xảy ra động đất. Điều thứ ba là, lúc tôi học Phật, có một dạo hay chạy đông rảo tây, đối với việc tu học và pháp môn niệm Phật sinh thối tâm, nên có lúc muốn buông hết, bỏ không tu nữa. Nào dè tối đó tôi nằm mộng, thấy Phật Thích Ca bảo: "Con phải kiên tâm, Tây Phương có Cực Lạc, có Phật A-di-đà." Nói xong Ngài đưa tay chỉ, tôi liền thấy Phật A-di-đà tỏa ánh kim quang chói lọi chiếu đến tôi. Giữa không còn xuất hiện hàng chữ vàng thật to, trên viết mấy chữ: "Tây Phương có Cực Lạc, Tây Phương có Phật A-di-đà." Qua đây tôi muốn nói, nhân quả không hư dối. Kinh Kim Cang từng ghi: "Lời Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ." Quả đúng như vậy. Hôm nay tôi kể những việc này, theo Phật Pháp giảng là không nên nói ra, nhưng do tôi thấy rất nhiều chúng sinh học Phật,
chỉ chú trọng hình thức mà chẳng thật tu, trong lòng rất đau xót. Phật pháp không dễ gặp, không dễ được nghe, thân người cũng khó được. Ai được nghe, được biết đến Phật pháp thì có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp họ đã trồng căn lành chín mùi nên mới được gặp Phật pháp. Đã gặp rồi thì nên tu tốt để báo đáp Phật ân. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cầu cho tất cả oan thân trái chủ, những chúng sanh bị hại, đời này tâm hận chấp tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, sớm vãng sinh thiện đạo. Cư sĩ Viên Chiếu. Nữ sĩ Viên Chiếu tụng kinh Địa Tạng đạt hiệu quả rất mau, vì cô không khởi tạp niệm. Khi tụng đến chỗ nàng quan mục độ mẫu thân, cô cảm động vì lời thệ nguyện lớn lao của nàng, lệ tuôn đầm đìa, lòng như dao cắt khi nghĩ đến song thân. Đây là hiếu tâm và sự đồng cảm với tâm tình của nàng quan mục. Do vậy mà chiêu cảm Bồ Tát Quan Thế Âm báo mộng, mô tả rõ cảnh trạng hiện thời của song thân cô. Đây là lý do vì sao có người mới tụng vài bộ thì đạt cảm ứng liền, có người lại chẳng thấy chi, là do có đủ thành tâm hay không thôi. Điểm thú vị là kinh Địa Tạng tuyên dương ca ngợi Bồ Tát Địa Tạng và giảng rõ công hạnh thệ nguyện của ngài. Nhưng lần này vị Bồ Tát báo mộng lại không phải là Bồ Tát Địa Tạng mà là Bồ Tát Quan Âm, chứng tỏ chư Bồ Tát luôn hỗn tương liên kết, không hề phân biệt đùn đẩy trách nhiệm như phàm nhân. Phật ký thác chúng sinh cõi Ta Bà cho Bồ Tát Địa Tạng và yêu cầu Bồ Tát phải độ cho chúng sinh không đọa ác đạo cho đến trước khi Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai giáng trần. Đây là một trọng trách cực kỳ khó, vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn hứa. Phật từng xác nhận ngài và chư Bồ Tát từng hóa thân trăm ngàn ức vào cõi Ta Bà độ chúng sinh, chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng vẫn phải tiếp tục độ chúng sinh như lời đã hứa với Phật. Mà cách tốt nhất giúp chúng sinh không đọa cõi ác là giúp họ hiểu nhân quả để hành đúng chánh pháp, biết tự bảo vệ mình. Có điều khi chúng ta được tiếp xúc với hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, ta vẫn không hề hay biết và chẳng nhận ra. Song cũng rất dễ nhận ra Bồ Tát, vì bất cứ ai gặp ngài hay ở xa mà nhận được lời dạy của ngài thì đều có chung một điểm là lực tỉnh giác mãnh liệt, tinh tấn tu, dũng mãnh nguyện dứt ác tu thiện, bỏ mặn ăn chay, nghiêm trì giới luật, chặn đứng con đường sa vào ác đạo ngay trong hiện đời. Chị của Ích Tây. Bài này là nguyên tác của A Minh, thuộc bên Phật giáo Tây Tạng, kể về một phụ nữ tự sát. Thông thường những người tự sát đều đọa địa ngục, nhưng nhân vật nữ trong đây không những chẳng đọa địa ngục mà còn chuyển sinh làm nam. Xin chuyển đến quý vị làm tư liệu nghiên cứu. Trong giới luật Phật chế, không những cấm tự sát mà còn luôn nhấn mạnh tự sát là tội cực kỳ nặng. Người tự sát lúc chết thân tâm mang nhiều thống khổ, tạo thành cừu hận. Vì những niệm này mà sau khi tự sát rồi, nếu phúc mỏng phải sa vào địa ngục, thọ đại thống khổ. Những người có hành vi tự sát ngay trong đời này là đã gieo hạt giống tự sát vào tàng thức, tạo thành tập quán, nên có thói quen ưa tự sát, khiến tương lai đời đời kiếp kiếp họ rất dễ dàng tái lập hành vi tự sát. Hơn nữa, kiếp sống nào cũng bị quả báo mang nhiều bệnh, đoạn thọ, vì tội không biết trân quý sự sống mình từng có được. Trong bài này, người tự sát là chị của Ích Tây. Chị ông từ khi phát hiện ngực mình có khối u, khi đến y viện khám mới hay là ung bướu ác tính thời kỳ đầu, bắt buộc phải phẫu thuật. Nhưng do y viện không đủ điều kiện nên phẫu thuật không thành công, mà còn dẫn đến hậu chứng viêm nặng, sau đó bệnh phát tán dữ dội. Chị ông chữa trị một thời gian rồi, do chịu không nổi bệnh đau và thống khổ hành hạ, lại vì bệnh này mà khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, cùng đường chị treo cổ chết. Ích Tây mỗi lần kể lại chuyện này tỏ ra rất thương tâm.
ông đã mời thỉnh rất nhiều cao tăng người Tạng lẫn Hán, liên tục tụng kinh cầu siêu cho chị mình. Do tôi và Ít Tây có duyên lành, may mắn được quen nhiều vị có thần thông, vì vậy ông đã nhiều lần hỏi họ về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Kết quả, mỗi lần hỏi đều có đáp án trùng khớp giống nhau đến ngạc nhiên. Trong đây có vài lần tôi tận mắt chứng kiến, vì muốn cho quý vị có tư liệu tham khảo nên tôi không ngại mình vụng về thiển lậu, xin ghi ra đây để chia sẻ. Do chuyện này xảy ra đã khá lâu nên khi thuật lại khó đầy đủ chi tiết, nhưng điểm chính là việc này hoàn toàn có thật, ngàn chân muôn thật. Lần thưa hỏi vị thần thông thứ nhất, tôi quen nữ lạc ma này nên đã xin bà cái hẹn để dẫn Ít Tây tới gặp, giúp ông giải tỏa những điều thắc mắc. Dù Ít Tây nghe tôi giới thiệu rồi, song vẫn có chút hoài nghi về năng lực của vị này. Gặp nhau xong, qua một hồi thưa hỏi, ông mới tin vị này thật sự có thần thông. Thế là ông hỏi việc chuyển thế của chị mình. Sau một hồi quan sát, vị sư nữ này tả rõ tình huống chuyển thế của chị ông. Mặc dù tôi có mặt tại đó, nhưng thời gian tính đến nay đã quá lâu nên quên hết các tình tiết tỉ mỉ. Tôi chỉ nhớ rằng vị này nói chị của Ít Tây đã chuyển thế đầu thai đến một gia đình có 6 người, hiện là một bé trai 2 tuổi. Còn tả rõ nhà đó có mấy phòng, không phải nhà lầu, xây nơi sườn núi và có một con sông gần đó, tương đối bà mô tả rất kỹ. Nghe vậy, Ít Tây nửa tin nửa ngờ, bởi lúc chị ông chết, người trong nhà không kịp báo tin cho ông hay, phải một thời gian lâu ông mới biết. Ít Tây nghĩ rằng chị mình treo cổ chết, hơn nữa suốt trong 49 ngày, người nhà không có mời đại đức cao tăng siêu độ. Như vậy, theo lý, đương nhiên thì phải vào địa ngục, không thể nào có chuyện chị chẳng vào địa ngục mà còn được chuyển sinh làm nam. Tôi bèn biện bác, cho dù anh biết hung tinh chị mất rất muộn, nhưng cũng đã tận lực tụng kinh cầu cho chị, nên nhờ vậy mà chị được siêu thoát. Hơn nữa, số tuổi đứa bé tái sinh kia xét ra rất ứng hợp với thời gian từ sau khi chị anh mất. Nhưng Ít Tây vẫn không chịu thừa nhận. Anh khăng khăng nói là mình tu hành không giỏi. Cho dù có tụng kinh cầu siêu thì cũng không có đủ uy lực mạnh như thế. Tôi phản đối, người tụng kinh có thể kém công đức, nhưng uy lực kinh điển Đại Thừa là vô biên, hơn nữa nghiệp duyên không thể nói hay suy lường được. Chị anh chẳng vào địa ngục mà chuyển sinh làm nam cũng không phải là chuyện lạ khó tin. Hơn nữa, anh cũng có mời chư tăng Hán Tạng cầu cho mà. Nhưng Ít Tây vẫn còn băn khoăn. Lần hỏi thứ hai, sau đó 2 năm, tôi và Ít Tây lại tìm hỏi một vị thuật sĩ là Lạc Ma Kiên Tán. Ông này sau một hồi quan sát đã cho đáp án giống y như lời vị nữ Lạc Ma trước đây đã nói, nhưng ông mô tả tỉ mỉ hơn. Có điểm khác biệt là bé trai kia giờ đã tăng thêm 2 tuổi, do 2 năm sau Ít Tây mới thưa hỏi tiếp. Lần này Ít Tây rất kích động, anh đã bắt đầu tin về tình huống chuyển sinh của chị mình. Nhưng anh vẫn nói với tôi, phải thỉnh một vị thượng sư tu Kim Cang Thừa quán sát giùm cho lần nữa, thì anh mới yên lòng. Lần thứ 3, thỉnh vị Phật sống Ca Chu, trứ danh cầu mộng quan sát. Chúng tôi quen một vị Lạc Ma nổi danh ở huyện lân cận. Kiếp trước ngài là một Rinpoche vô cùng nổi danh ở đất Tạng, hầu như ai cũng biết. Mặc dù đời trước ngài có học thức vô cùng uyên thâm, nhưng ngài lại nổi tiếng về thần thông cao tột. Đời này ngài tái sinh, xuất gia học pháp tu trì, sự nghiệp độ sinh vô cùng sung mãn, vẫn hiển lộ nhiều chuyện thần kỳ. Tôi và Ít Tây rất có duyên lành với ngài. Hơn nữa, ngay lần đầu Ít Tây đến bái kiến thượng sư, thì đêm trước đó ngài đã mơ thấy một điềm lành. Chúng tôi ngủ tại chỗ thượng sư mấy tháng, cùng học Tạng ngữ và giúp ngài về Hán ngữ. Hôm nọ, Ít Tây thu hết can đảm,
hỏi thượng sư về việc chuyển thế đầu thai của chị mình. Phải nói là Ích Tê rất có duyên lành nên được thượng sư đặc biệt quan tâm. Tối đó, ngài nhập mộng quan sát. Sáng ra, ngài truyền thị giả kêu tôi và Ích Tê vào phòng mình, rồi dịu dàng thuật lại tình huống chuyển sinh của chị Ích Tê. Về căn bản thì cũng giống như hai lần trước. Có khác chăng là thượng sư giải thêm cho Ích Tê hiểu, do bé trai hậu thân của chị ông kiếp trước tự sát chết, nên đời này sẽ phải chiêu lấy hậu quả bị nhiều bệnh hoạn đoạn thọ. Vì vậy, Ích Tê cần phải tụng kinh và phóng sinh thật nhiều để hồi hướng cho chị, mai ra mới có thể hóa giải tình huống bất lợi kia. Cuối cùng thượng sư nói, chỗ của chị ông chuyển thế cư ngụ rất gần nhà Ích Tê. Ngài mỉm cười hỏi Ích Tê, còn có muốn đi tìm gặp bé trai là chị mình chuyển sinh hay không? Lần này Ích Tê đã hoàn toàn tin vào việc đầu thai vào cõi thiện của chị mình. Hơn nữa, đối với thượng sư còn phát sinh niềm tin vô hạn. Anh xin được thọ giáo học pháp với ngài. Thượng sư bèn quan sát căn cơ và nhân duyên Ích Tê, rồi truyền cho anh pháp bổn tôn phi thường thù thắng. Sau đó, ngài giới thiệu anh đến thọ giáo với một vị lạc ma thành tựu đại viên mãn. Thật không ngờ, vị thầy mà Ích Tê đến thọ pháp lại chính là sư Kiên Tán. Thực ra còn có mấy vị thượng sư khác nữa cũng đều giải rõ chuyện này, nhưng tôi chỉ kể bao nhiêu đây thôi. Tự sát đọa cõi ác. Thượng sư Đạt Ni được công nhận là một vị hóa thân thù thắng, công phu cao, thành tựu đại viên mãn. Thời thanh niên, ngài trường kỳ bế quan khổ tu, chứng thực kiếp trước giác tỉnh tròn đầy. Bề ngoài, ngài làm ra vẻ như là kẻ phong điên, nhưng có đủ thần thông tự tại. Ngài thường đem giáo pháp làm lợi chúng sinh hữu duyên. Mặc dù có thần thông, nhưng ngài không hiển lộ cẩu thả. Chỉ khi quán sát cơ duyên kỹ càng rồi, ngài mới thực hành bi hạnh lợi sinh. Thế nên, dù có nhiều người thỉnh ngài quán sát vị lai hay các nhân duyên khác, ngài thường dịu dàng từ chối, lấy cớ mình là phàm phu, không rành việc ba đời, và giải thích rằng tất cả đều do nghiệp quá khứ đã chín mùi nên trổ quả, cần thản nhiên gánh lấy và chân thành cầu tam bảo gia trì cho tất cả vô ngại. Nhưng khi gặp nhân duyên thù thắng thì ngài cũng tùy cơ tiết lộ, làm lợi cho chúng sinh hữu tình. Bây giờ tôi xin ghi sơ lại những điều mình đích thân chứng kiến cảnh ngài dùng trí tuệ cao thâm quan sát nhân quả ba đời để chia sẻ cùng mọi người. Đầu tháng 6 năm 2000, ngài được mời đến Trung Quốc hoằng pháp, tạm trú vài ngày ở thành đô, được vô số tín chúng đến bái kiến thỉnh giáo. Ngài không nề mỏi mệt, luôn đáp ứng cho họ mãn nguyện. Một chiều nọ, có cô X khoảng tuổi trung niên đến bái kiến thưa thỉnh, cầu ngài quán sát xem dùm tình huống chuyển sinh của thân mẫu đã quá cố. Cô X kể rằng vào năm 1994, do gây cãi trong gia đình, mẫu thân cô uống thuốc độc tự sát. Khi đó cô chưa biết Phật Pháp, chưa quy y tam bảo, do chẳng hiểu đạo nên không kịp thời làm siêu độ cho mẫu thân. Mấy năm sau cô mới quy y tam bảo, học hỏi giáo lý Phật và biết được người tự sát đa phần đều phải đọa địa ngục. Do vậy trong lòng hết sức lo âu, nên khẩn cầu ngài quán sát siêu độ giùm. Sau khi tôi phiên dịch cho ngài nghe xong, ngài khai thị: ta là phàm phu, không thể quán sát mẫu thân con hiện thời ở đâu. Nhưng nếu như con phóng sinh 500 mạng, ta sẽ phụ gia công tu trì hồi hướng. Người chết ác có thể vãng sinh cõi lành. Cô X nghe vậy cảm ơn vạn phần, không ngừng hướng ngài đảnh lễ, mắt tuôn lệ đầm đìa. Có lẽ nhờ khiếu tâm cô chiêu cảm, đại sư bỗng thốt ra lời giải rõ việc chuyển sinh của thân mẫu cô. Té ra mẫu thân người Ấn Độ của cô
sau khi tự sát rồi lập tức đọa vào cõi ác, sinh làm độc xà. Cứ thế trải qua nhiều kiếp sinh sinh tử tử, bà vẫn làm độc xà, chưa từng thoát ly thân rắn. Sau này nhờ người nhà thỉnh tăng chúng siêu độ cho, nên thân mẫu cô trong thời gian ngắn tạm thoát kiếp độc xà, được chuyển sinh vào cõi lành. Nhưng do thiếu thiện căn, chẳng được biết Phật pháp tu trì, nên bà lại đọa làm độc xà tiếp tục. Cứ thế bà mang thân rắn tới lui rất nhiều lần. Kỳ này đại sư đặc biệt hứa sẽ tụng kinh gia trì hỗ trợ bà vãng sinh tịnh độ. Ngài còn dặn dò cô X nhất định phải tạo phúc như phóng sinh, tụng kinh, hồi hướng thêm cho mẹ. Tôi phiên dịch lời Ngài dạy cho nữ sĩ nghe. Cô phi thường cảm kích, xác nhận sư nói về mẹ cô như thế là rất đúng. Bởi vì lúc mẫu thân qua đời, cô vẫn chưa quy y, mãi đến năm 2005 mới bắt đầu quy y. Quy y xong thì cô đã nhiều lần tại các chùa trên đất Hán tổ chức đạo tràng thủy lục để cầu siêu cho mẫu thân. Sau đó cô thường nằm mộng thấy mẹ mình hiện tướng rất thống khổ, vì vậy trong lòng luôn lo lắng bất an. Gần đây có lần cô nằm mơ thế này: mới đầu thấy mình cùng mẫu thân đi dạo trên đại lộ, sau đó thì không thấy mẫu thân đâu, chỉ thấy có con đại mãng xà đang đẻ trứng trên đường. Tỉnh mộng rồi, trong lòng cô càng thêm bất an khủng hoảng, sợ rằng mẫu thân đã đọa vào thân rắn. Lần này nghe tin đại sư tạm lưu lại thành đô, cô mạo muội đến thỉnh giáo. Không ngờ may mắn được nghe ngài nói ra chuyện chuyển sinh của mẹ. Đối với ân đức này, cô vô vàn tri ân và càng tăng thêm tín tâm. Cô hứa sẽ làm theo lời ngài dạy, nỗ lực tạo phúc cho mẹ và xin được y chỉ thượng sư, nương theo ngài tu trì thật tốt để sớm thoát luân hồi, làm lợi chúng sinh. Những người có phúc duyên hiện diện tại đó, sau khi nghe đại sư giảng, đều phát sinh tín tâm đối với ngài và nhân quả ba đời, nguyện theo ngài hành pháp tu trì. Những điều tôi ghi thuật ra đây đều có chúng cư sĩ tại hiện trường làm chứng, là chuyện chân thực không dối. Giải thích thêm, có những cuốn sách do người khai mở thiên nhãn bên Tây Phương lẫn Đông Phương viết thuật. Họ kể về cảnh giới của người tự sát sau khi chết rất thê thảm, có nhiều điểm giống nhau. Nếu người tự sát biết rõ cảnh khổ khốc liệt đang đón chờ họ, thì chắc chắn họ sẽ không dám tìm đến cái chết. Kẻ tự sát sau khi chết rồi phải nhận lãnh thống khổ to lớn gấp trăm lần khi sống. Tất nhiên, thông thường họ phải đọa địa ngục. Nhưng do dương thọ chưa tận, đời này quả báo phải trả cũng chưa hoàn xong, nên quả báo càng chồng chất và họ phải tự gánh lấy, chưa kể còn có thêm tội bất hiếu và tội tự hủy hoại thân. Sau khi người tự sát được định án xong, liền bị quỷ sứ đưa đến chỗ họ đã tự sát. Nếu tuổi thọ họ là 70 mà 40 tuổi đã tự sát, thì họ phải quay về địa điểm mình đã tự sát, hàng ngày tái hiện lại hành vi này. Kẻ nhảy lầu thì mỗi ngày đều tại địa điểm đó tái hiện động tác nhảy lầu. Nghĩa là phải diễn lại động tác đã tự sát của họ suốt 30 năm, cho đến khi hết dương thọ thì mới rời khỏi nơi đây và quay xuống địa ngục thọ báo. Mãn kiếp thì lên làm súc sinh hoặc người không bình thường hay tàn tật. Hơn nữa, họ còn bị nghiệp tự sát tiền thế một bề đeo đẳng, khiến họ đời đời kiếp kiếp ưa tự sát. Điều này rất đáng sợ, vì chủng tử tự sát đã đeo theo, ăn sâu vào tàn thức họ. Vì vậy, ngàn vạn lần bạn không nên tự sát, vì sẽ khổ vạn kiếp khó ngoi lên. Lạt Ma Đỉnh Quả Khâm từng nói, khi một người chọn tự sát, trừ việc thần thức phải đi theo ác nghiệp ra, họ tuyệt không có được lựa chọn nào khác. Chưa kể, họ có thể bị lệ quỷ khống chế, sử dụng lực sinh mệnh của họ. Lúc sống, đa số người đều cho rằng chết là hết, là kết thúc, là giải thoát khỏi mọi thống khổ.
họ hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát xong, họ sẽ khổ khốc liệt. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Những phong tự sát rất khó có được cơ hội sinh làm người, bởi thân người khó được mà họ lại chẳng biết trân quý, tự đi tìm cái chết, phụ bỏ thân người, phụ bỏ cơ hội sống nhân nghĩa lương thiện, phụ bỏ ân dưỡng dục của cha mẹ. Người tự sát còn gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho nhân gian, nên họ thường phải sinh vào cõi thú, không dễ mang thân người. Hướng Phật xin công tác. Tôi học Phật được mấy năm, do gần đây con trai bị bệnh, tôi đã đem cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng vô hiệu. Sau này tình cờ lên net nhìn thấy trang web Tiểu Viện Sơn Tây của Phật giáo, tôi bèn thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng đem về nhà đọc, với hy vọng biết đâu may gặp thuốc hay có thể cứu được con. Thế nhưng vừa mới lật vài trang đã thấy quá khó, do văn từ nhiều, lại là chữ phồn thể. Hơn nữa trong đây còn miêu tả rất nhiều loài quỷ thần, hoàn toàn trái ngược với thuyết vô thần và quan niệm của thế giới hiện đại mà tôi từng học trong trường. Đọc kinh không hiểu nên tôi rất muốn nghe giải thích, vì vậy tôi bèn lên mạng tìm trang web giảng giải kinh của sư Tịnh Không. Kể từ đó tôi được lợi rất nhiều. Rõ ràng nhất là sức khỏe tôi được cải thiện tốt hơn. Trước đây tôi theo phong trào giảm cân, ăn kiêng nhưng không giảm mập, còn khiến bao tử, ruột bị bất ổn, trong người nóng, sinh chứng bí tiểu, không còn khí lực, sức khỏe rất tệ. Tụng kinh được mấy năm, tôi thấy sức khỏe mình chuyển tốt hẳn lên, đặc biệt là bệnh của con trai. Khi ở trong thành, tôi vô phương chữa trị chứng co rút của cháu. Lúc về quê thì tình cờ gặp một vị đông y vô cùng hiền thiện. Trải qua gần một năm chẩn trị, bệnh tình thằng bé hồi phục hết 9 phần 10. Đây cũng là động lực khiến tôi càng kiên trì tu học Phật. Năm nay, vì lý do cá nhân, tôi nghỉ việc, ở nhà ngót 6 tháng. Sau đó tôi quyết định đi tìm việc mới. Nhưng một kẻ không có sở trường chuyên môn như tôi, lại ở vào độ tuổi trung niên, không có tài gì vượt trội lớp trẻ, nên tôi có cảm giác nếu không khéo sẽ bị xã hội đào thải. Bởi vào những năm 2008-2009, các thế hệ hậu bối nhân tài xuất hiện đầy, nên một phụ nữ trung niên như tôi muốn tìm được công tác thích hợp không phải là chuyện dễ. May mà tôi được nghe Phật Pháp, gặp Thầy chỉ dạy, nên hiểu tất cả đều là nhân duyên, vì vậy mà có thể quẳng gánh ưu tư để vui vẻ sống. Trong lúc lên net tình cờ, tôi nhìn thấy các pháp hữu, huynh đệ khác cũng đăng tin trao tìm việc, xem rất hay, lạ và thú vị. Thế là tôi cũng bắt chước tự thảo một tờ đơn tìm việc như sau. Tôi rất mong tìm được việc theo tiêu chuẩn: 1. Chánh nghiệp, chánh mạng. 2. Chỗ làm gần nhà để có thời gian học Phật. Xin phát nguyện: 1. Mỗi một cử tâm động niệm đều luôn cẩn thận, nguyện đoạn ác tu thiện, cầu sinh tịnh độ. 2. Hằng ngày xin tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật từ một tiếng đồng hồ trở lên, lạy Phật trăm lễ. 3. Nếu có được công tác rồi thì mỗi tháng sẽ trích ra 20% thu nhập dùng làm từ thiện, in ấn, phóng sinh, cứu bần, vân vân. Tờ nguyện vọng công tác tôi viết giản đơn, bởi vì thấy mình không có phúc báu nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong được chỗ làm gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình và tu học thì quý rồi. Tờ đơn tìm việc viết xong, tôi cứ theo công khóa ấn định trong đó mà thực hành. Nếu có thông báo tuyển người thì sẽ thấy trên mạng. 2 tuần trôi qua chưa có kết quả gì. Đến tuần thứ 3, thấy trên mạng có nhà nọ thông báo tuyển dụng, nhưng xem lại điều kiện tôi thấy không hợp với mình nên chẳng xin vào. Lại mấy ngày trôi qua, có đơn vị nọ thông báo tuyển dụng, tôi thu hết can đảm viết đơn xin việc, gửi đi.
Nào ngờ được công ty hồi đáp, mời đến gặp mặt thử. Sau đó tôi vào sở làm như hiện nay. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, chỗ làm cách nhà 45 phút lái xe, y như tâm nguyện mong muốn của tôi. Vì đây là công tác giúp đỡ người, thuộc chánh mạng, chánh nghiệp. Tôi nhớ đến lời sư Tịnh Không từng nói, trong Phật môn có cầu tất ứng, nếu cầu bất ứng, vấn đề là do nơi chúng ta. Hiện tại tôi đã đi làm việc được 2 tháng rồi. Xin cảm ơn chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Thiện Thần, cảm ơn chư Pháp Sư đã hết lòng dạy dỗ con. Đệ tử Tam Bảo, ngày 10 tháng 1 năm 2016. Tâm sự người vợ. Bài tự thuật này là của Viên Viên, hội viên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng. Sau đó, may gặp Thiện Tri Thức, chị phát tâm sám hối, tu trì, sửa lỗi và từng bước mài luyện tâm. Đến nay, chị hoàn toàn thay đổi, được hoán cốt trùng sinh. Sau đây là lời kể của chị. 1. Tự làm tự chịu. Lúc còn là thanh nữ ở nhà, tôi sống rất bất hiếu. Do phụ thân có tính nóng nảy, khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận thì không đánh cũng là quát tháo mắng chửi, khiến tôi mang cảm giác sống không an toàn, tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân, hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông, hễ vừa thấy ông là tránh ngay. Tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm ông tổn thương, khó chịu. Sau này, từ An Huy, tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hàng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, bỏ nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thấm thiết, hơn một năm thì kết hôn. Kết hôn xong, tôi sống chung với ba mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo, rồi thì bầu không khí chuyên chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ bắt đầu phây bủa quanh tôi. Chồng tôi bận đi làm, đến tối mới về. Tôi đa nghi như Tào Tháo, nên hay nghi thần nghi quỷ, không ngừng gọi điện cho anh. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng do tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn. Lại thêm tôi chưa hiểu Phật Pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh giác, kiểm soát tự ngã. Tôi lúc đó rất lười nhác, tan sở về nhà thì lo ngủ, ngủ cho tới lúc ăn cơm còn không muốn thức dậy. Mẹ chồng kêu ra ăn cơm, tôi vẫn không vui. Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhận lại, không thu được chi thì ôm phiền vào lòng. Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm những mâu thuẫn trước đây tích lũy, khiến anh rất khó khăn. Kết quả, đây là lần đầu anh đề nghị ly hôn. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý, mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường, nhẫn nhịn, nhưng trong lòng tôi rất tức giận. Cảm thấy bọn họ, tất cả nhà chồng đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về, vì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay. Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất, vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà càng lúc càng muộn, chuyện đi vắng du ngoạn ngày càng nhiều, khiến tôi oán khí trong lòng ngày càng lớn. Kết hôn được hơn một năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng ra phải là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày tháng thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu. Mẹ chồng chăm sóc tôi suốt thời gian ở cữ. Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ. Cha chồng còn phải đi làm,
nên các việc trong nhà, bồng cháo nấu nướng đều do bà lo. Tôi còn oán bà buổi tối không chịu trông cháu. Hết tháng ở cữ rồi, tôi chăm sóc con, càng cảm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó dễ cho mình. Hễ tôi xem tivi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem. Tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thật ra những việc mẹ chồng làm là không có gì sai. Tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn chủ quan thôi. Lúc đó, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể mẹ chồng và phu quân đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái nên bênh tôi và nghiến răng trách họ. Cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo. Khi con tôi được 6 tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng nên tôi cứ sớm đi tối về. Chồng và con tôi đều chẳng quản. Cuối cùng dẫn tới một ngày xung đột bùng phát, mẹ chồng thấy tôi cả ngày chẳng quản gia đình, cũng chẳng lo cho con. Bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm nhà chồng rồi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào đến cửa thì mẹ tôi nổi đoá, gây cãi với bà, âm ỉ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn. Hơn nữa còn cấm không cho phép tôi ngủ lại trong nhà họ. Một mình tôi thuê nhà ngủ bên ngoài. Con gái không thể gặp, chồng cũng không thể đến. Tôi còn phải đối diện với sự truy hỏi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi có hối hận, nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Phu quân tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng. Mỗi cuối tuần đều để tôi được gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh và mẹ chồng tôi thật là từ bi, khoan hồng độ lượng. Duy chỉ lần này, bất kể tôi cầu xin thế nào, anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thui thủi một mình trong phòng thuê, ngồi khóc mướt. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ, sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như dao cắt. Đầu tóc tôi chỉ mấy tháng mà bạc đi rất nhiều. 2. Càng đi càng sai. Chìm trong mê muội thống khổ cực đoan, tôi bỗng nhớ tới Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Thế là vội đến chùa chim lễ tôn tượng từ bi của Ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của Ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước Ngài lễ bái. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chánh theo Phật Pháp. Chỉ nghĩ rằng lễ trước Ngài như vậy là tin Phật, Ngài sẽ chúc phúc cho tôi. Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật Pháp cạn cợt như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng xót thương gia hộ. 3 tháng sau, chồng tôi nghe bạn bè khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa. Lúc đó, tôi tuy có ý hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm, còn cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà. Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót 3 năm. Trong 3 năm này, chồng tôi cũng thành ra ở 2 chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết. Sau 3 năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, giải tỏa, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ, bây giờ cuối cùng đã có thể không còn phải ngủ chung với mẹ chồng nữa. Tôi không nhìn thấy mẹ chồng, tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối với những gì bà đã hy sinh cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra. Thế nên tôi tự tạo nghiệp chướng hết chỗ nói, mang tâm tư đó thì bi kịch chắc chắn phải xảy ra. Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý phụ lo. Nhưng tôi bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không.
Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn. Hiện tại anh chưa có đủ tiền nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói vậy rất tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh, con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ, anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thực lòng sống với tôi. Càng nghĩ càng tức, ôm đầy sầu muộn, dường như khí giận khiến tôi bị ưu bướu tuyến sữa. Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa hóa trị đang xen. Bác sĩ nói để muộn 6 tháng sẽ khó trị. Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu nên xảy ra xung đột. Anh nhịn hết nổi đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó tôi càng nghĩ càng uất, bèn đến hội phụ nữ than oán mẹ chồng do chẳng nghĩ đến hậu quả. Trong lúc bực tức, tôi tìm đến đài truyền hình rêu rao trên tiết mục hòa giải, kể oán mẹ chồng đủ điều, gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thuở tôi và chồng mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi biết rành việc sổ sách. Kết hôn rồi thì anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính. Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con nên tôi mới toàn tâm toàn ý học thành tài. Khi mẹ ruột tôi bị bướu bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc. Việc mua thuốc men lúc đó khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được. Mẹ chồng còn giúp tôi tìm phòng thuê hạ giá, để cha mẹ tôi xuất viện rồi có thể cư trụ an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi lại đối với họ thế này. 3. Gặp Phật Pháp được trùng sinh. Do vụ đứng tên giấy tờ nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng, cộng thêm những uất ức oan khuất trước đó, nên trong cơn tức giận không nghĩ đến hậu quả, tôi đã đến pháp viện đệ đơn ly hôn. Khi chồng tôi nhận được giấy tòa đòi, liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt, chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hay cho mình là trung tâm. Thực ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi. Trong thời gian đó, tôi đúng là sống không bằng chết. Nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này. Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án. Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ Tát. Vẫn là giống như trước đây, tôi cứ khấu đầu lại cầu Bồ Tát gia hộ chỉ điểm phá mê. Lần này tôi tiến thêm một bước là kết duyên cùng Phật Kinh, một cuốn thiện thư không phải kinh Phật. Ngày đó hấp dẫn tôi, ngoài bìa có đóa sen trang nhã. Tôi nhìn rất ưa, đó là cuốn Tâm Thượng Liên Hoa Thứ Đệ Khai, tập 6. Mỗi câu chuyện trong sách thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần. Nhất là trong đây có một bài viết của một người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi. Nó lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia vì cô ta phản tỉnh thật là sâu sắc. Tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh. Sau khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân một hồi, rồi bật khóc to. Lần này không phải là khóc vì oan khuất, mà vì cảm thấy mình có lỗi với người quá nhiều, thật quá nhiều đi. Tôi là kẻ vô ân, những gì người làm cho mình thì luôn cho là lẽ đương nhiên. Tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận, nhìn góc độ nào tôi cũng đều không tốt. Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng,
thì vội vàng đi rút đơn kiện lại. Nhưng đã muộn, tôi vừa rút đơn thì chồng tôi cũng đã nộp đơn khởi tố, còn dứt khoát bảo tôi: "Anh đã tha thứ cho tôi vô số lần, nhẫn nhịn tôi vô số lần, anh chịu đựng quá đủ rồi, nên kiên quyết ly hôn." Bây giờ tất cả xem như vô phương cứu chữa. Tôi cảm thấy mình thực tại quá thống khổ, không ai có thể hiểu, thông cảm cho. Thế là ngay trong ngày xét xử, tôi uống hết một liều thuốc ngủ, viết một phong thư tuyệt mệnh, rồi nằm trên giường liệm đi. Trước thời gian tự sát, tôi được Liễu sư tỷ dìu dắt, hướng dẫn đến chùa kết duyên với kinh Địa Tạng, ngày nào cũng tụng, hy vọng Bồ Tát từ bi không bỏ rơi tôi. Đồng thời tôi cũng cố gắng tham gia đội Liên Hoa. Trong ngày cuối cùng, tôi có biểu lộ ý nghĩ lìa bỏ thế giới này. Sau đó tôi được biết, trong suốt 2 ngày tôi hôn mê, các pháp hữu trong đội luôn tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi. Các đồng nghiệp bạn thân thấy tôi 2 ngày rồi không tới sở làm mà liên lạc tôi cũng không được, nên họ lo lắng cùng tới nhà tôi thăm thử. Phát hiện tôi đang hôn mê bất tỉnh nên vội chở tôi đến y viện cấp cứu. Đúng là chư Phật Bồ Tát không hề bỏ rơi tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu sống. Mấy ngày trước khi tự sát, tôi từng gửi tiền phóng sinh cho đoàn Liên Hoa. Có lẽ nhờ ý thiện muốn mở con đường sống cho loài vật, mà trong vô hình cũng đã mở sinh lộ cho chính tôi. 4. Bắt đầu chuyển đổi. Phu quân tôi yêu cầu khởi tố ly hôn, song do tôi tự sát nên bị hoãn lại. Thế nhưng việc gì đến phải đến, không thể do tôi thực sự nhận ra sai lầm mà cứu chữa được ngay. Tại pháp đình, dù tôi khóc lóc van xin thế nào, chồng tôi vẫn lạnh như băng, không mảy may xúc động. Anh thẳng thừng nói không còn chút cảm tình nào với tôi. Lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt băng giá càng khiến tôi khóc ngất. Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn. Lúc đó tòa cũng không phán ly hôn, chỉ bảo tôi có cố níu kéo cũng vô nghĩa thôi. Nếu sớm biết có ngày nay thì ban sơ đừng làm vậy. Hôm đó tôi khóc sướt mướt cho đến khi về tới nhà, vẫn còn khóc mãi, khóc đến không còn sức để khóc nữa, thì nằm chết dí trên giường mà rên rỉ. Trong thời gian này, một mình tôi cô lẻ ngủ tại căn nhà mới, chồng và con tôi ở bên nhà chồng. Phu quân hầu như không nói chuyện cùng tôi, có nói gì thì chỉ là yêu cầu ly hôn. Tôi chỉ có thể gặp con gái mỗi cuối tuần một lần. Tinh thần và sức khỏe tôi cực kỳ tồi tệ, mặt mày ảm đạm, không còn chút sinh khí. Mỗi lần con gái gọi điện tới nói nhớ mẹ, tôi đều khóc, khóc đến không còn sức để khóc. Đêm đến tôi thường mất ngủ, dù có ngủ cũng luôn thấy ác mộng, thức dậy thì lại bắt đầu khóc tiếp. Ban ngày tôi luôn rơi vào ưu tư sầu khổ, hễ nghĩ là nhớ tới những điều sai mà tôi đã làm trong quá khứ, không kềm được toàn thân phát run, thở cũng không nổi, mồ hôi tuôn đầy, chẳng muốn ra khỏi cửa. Tôi rất sợ gặp người, cả thân tâm đều bị dày vò bởi niềm xấu hổ, không thể tưởng tượng được rằng mình có thể sống tiếp trong tương lai. Điều khiến tôi cảm động nhất là cho dù tôi xấu xa như thế, chư Phật Bồ Tát vẫn từ bi không bỏ rơi một chúng sinh đang quẫy đạp trong đau khổ như tôi, vẫn nhất định cứu tôi. Các sư trưởng, bằng hữu thân thiết cũng không lìa bỏ tôi, từ bi giúp tôi. Các pháp hữu trong đội Tâm Thượng Liên Hoa cũng không bỏ rơi hay ngại tôi làm phiền chi, ngược lại còn rất nhẫn nại hướng dẫn tôi. Với sự dìu dắt của chư pháp hữu Phật tử, tôi ra sức sửa lỗi đổi mới, khởi sự tụng kinh Địa Tạng, tụng mỗi ngày, hơn nữa còn sao chép lễ lại Bồ Tát Địa Tạng Vương, viết ra những cảm ngộ nhờ tụng kinh mà tâm chuyển hóa. Ở trước chư Phật Bồ Tát, tôi thành tâm ăn năn sám hối những lỗi sai của mình, phát nguyện sửa lỗi đổi mới. Khi tôi hồi tưởng đến những lỗi bất hiếu trong quá khứ của mình, tôi chìm đắm trong khổ sầu không ngoi lên được, đến tụng kinh chẳng nổi,
Các pháp hữu khuyên tôi, những sai lầm trong quá khứ đã vô phương cứu chữa và nhân quả hiện tại cũng đã trừng trị tôi rồi. Tại nơi đây, tôi đặc biệt muốn cảm ơn các pháp hữu trong đội Liên Hoa, nhất là sư tỷ Tố Tâm. Trong tháng ngày khốn khổ cực cùng của tôi, chị Tố Tâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm tu hành của chị nơi nhà mẹ chồng để khuyến khích cổ vũ tôi, đem đến cho tôi sự phụ trợ lớn lao không gì có thể sánh. Nếu như không nhờ chị, có lẽ tôi khó thể chuyển đổi nhanh như thế này. Chị Tố Tâm dạy tôi nên bắt đầu sửa đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chẳng hạn như phải quét dọn nhà sạch sẽ, phòng ốc giữ thanh khiết, vật gì không cần thì thanh lý cho đi. Khi tôi quét nhà, lau dọn, tôi có cảm giác như đang lau chùi tâm mình, quét sạch hết mọi ô uế ra khỏi tâm, sau đó thì niệm Phật, tâm mới tịnh hóa. Còn có pháp hữu khuyên tôi đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi hãy để tất cả lỗi lầm chết theo ngày hôm qua, xem hôm nay là một ngày mới bắt đầu. Rằng nghiệp lực tuy lớn nhưng nguyện lực từ bi của chư Phật Bồ Tát còn lớn hơn. Hãy đem nỗi niềm cảm ngộ tri ân chư Phật Bồ Tát theo mình. Để khi đi đường, ngồi xe, làm cơm, nấu bếp hay quét dọn, nghĩa là làm gì trong bất cứ thời khắc nào cũng phải âm thầm niệm Phật, nên hành xử tương xứng với lòng từ và trí huệ của chư Phật Bồ Tát, và nguyện đem phúc điền này hồi hướng cho chúng sinh. Cứ thế, từng bước tôi khuôn tập thói quen tốt này, tâm tư dần chuyển sáng. Tôi thực sự ý thức làm tổn hại người chính là tự làm tổn hại mình. Muốn sửa quan niệm ích kỷ xa xưa của mình, tôi không nóng nảy hấp tấp, không cho mình là trung tâm, luôn đặt mình vào vị trí người mà thông cảm, hiểu thấu, khoan dung, nhẫn nại, chịu khó với người. Tôi thường quan sát kiểm lỗi nội tâm mình, hễ vừa khởi niệm xấu thì lập tức sám hối để tiêu trừ ngay. Lo buông bỏ ngã chấp, học và hành theo gương từ bi trí huệ của chư Phật Bồ Tát, chỗ chỗ đều nghĩ cho người, học cách sống, biết tri ân và báo đáp. 5. Sửa lỗi, học tri ân. Ngẫm kỹ lại, trước đây tôi có rất nhiều điều không phải. Là con thì bất hiếu, chẳng quan tâm cha mẹ. Làm dâu thường xung đột mẹ chồng, làm vợ không dịu hiền. Hiện thời tôi cần làm tròn bổn phận mình, thậm chí phải làm cho chu đáo, ưu tú. Đầu tiên tôi phải sửa đổi với gia đình. Sau đó thì tôi chẳng quan tâm tới việc có ly hôn hay không. Bất kể chồng tôi quyết định thế nào, tôi đều phải sửa lỗi, đổi mới, lo hoàn thiện bản thân mình, chứ chẳng phải vì muốn không ly hôn mà sửa. Bởi trong quá khứ tôi đã làm sai, đã mang lại nhiều thống khổ cho người bên cạnh. Vì vậy mà tôi muốn chuộc tội bằng cách sửa đổi chính mình. Dù thế nào tôi cũng phải làm chu toàn trách nhiệm của mình. Nếu như duyên phận chúng tôi đã hết, anh muốn ly hôn thì tôi xin chiều ý và chân thành chúc anh hạnh phúc. Tâm được bình hòa lại rồi, tôi không còn chấp trước hay muốn thủ riêng gì nữa. Dần dần những ưu tư trói buộc tôi càng ít đi. Hồi xưa mỗi ngày cứ khoảng 3 giờ chiều là tâm tôi suy sụp buồn bã, cứ muốn khóc, muốn phát khùng, thậm chí muốn tự sát. Giờ đây các suy nghĩ tiêu cực này ngày càng ít đi, cho đến qua năm mới thì không còn nữa. Ban đêm tôi cũng không còn mất ngủ hay nằm thấy ác mộng chi, mà ngủ rất ngon, khiến các bạn bè và sư trưởng chung quanh đều khen tôi thay đổi lạ đến mức hầu như không còn giống diện trước. Sắc diện cũng trở nên đẹp hơn. Trong công tác, tôi đối với công ty, đồng sự quan tâm nhiều hơn, nhiệt tình, chăm chỉ, mối quan hệ giao hảo rất tốt. Về công tác cảm thấy rất thuận lợi, trong sinh hoạt càng lúc càng chan hòa lòng yêu thương, tri ân, từ bi. Nhưng quá trình sửa lỗi của tôi kể thì thấy dễ vậy, chứ trong thực tế tôi thường phải tập tành làm đi làm lại nhiều lần, vì chỉ cần một chút không cẩn thận là mất tỉnh giác,
tập khí mê muội hồ đồ sẽ bộc phát y như xưa và khiến tôi làm sai. Có một dạo tôi chìm trong chấp trước, đắm trong thống khổ mà chẳng thể ngóc đầu lên. Những lúc đó tôi rất phiền muộn nên tìm chị Tố Tâm nhờ tháo gỡ giùm. Hồi đầu có lần tôi nhắn tin cho chồng rất lâu mà không thấy hồi âm, tôi nhân đoạn đó bị chìm vào vực thẳm buồn sầu. Chị Tố Tâm khuyên phải tin chư Phật Bồ Tát, chị bảo tôi tụng 21 biến tâm kinh để dừng vọng niệm. Hãy y theo Phật Pháp dạy mà làm đúng bổn phận con gái, nàng dâu, vợ hiền. Tôi cũng đến nhà cha mẹ ruột sám hối với phụ thân vì trước đây cư xử lãnh đạm làm ông buồn. Tôi khóc, phụ thân cũng khóc. Tôi nói mình bất hiếu, đã biết lỗi sai, xin phụ thân tha thứ. Cha tôi bảo biết sai là tốt, ông tha thứ cho tôi. Hiện nay tôi và song thân cảm tình rất tốt, tính cáu gắt của phụ thân cũng đỡ rất nhiều. Tôi nhắn tin cho chồng và mẹ chồng, cảm tạ đại ân đại đức của họ, cảm ơn họ quan tâm chăm lo cho con gái tôi, hướng họ sám hối những lỗi sai của mình. Tất nhiên bên chồng tôi không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi hiểu bằng cách dạy ba thước có thể làm tan chảy mau trong sớm chiều, bởi trước đây tôi đã làm họ tổn thương quá sâu. Mới đầu mỗi cuối tuần khi tôi đến đón con gái, mẹ chồng không cho tôi vào cửa, còn các món quà tôi mua đem đến biếu bà đều bỏ ngoài cửa. Lúc đó trong lòng tôi nghĩ, cho dù mẹ chồng có đánh hay chửi mắng hoặc ném đồ vào tôi thì tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tặng quà. Bởi tất cả những gì tôi làm bây giờ là để cứu chuộc, tạ lỗi mà thôi. Dần dần mẹ chồng đã chịu gọi điện tới dặn tôi mua thứ này, thứ nọ, những đồ cần cho việc học tập của con gái đem đến. Cuối tuần, khi chồng tôi tới đón con, anh cũng ghé vào nhà xem tivi đôi chút. Mặc dù không trò chuyện cùng tôi, không ăn cơm tôi nấu, thì tôi cũng rất cảm ơn rồi. Tôi luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Anh tới thì tôi luôn pha trà nóng bưng lên mời. Do anh thường đi làm, tôi bảo anh để y phục dơ cho tôi giặt. Giải thích là mẹ đã rất cực nhọc rồi nên để tôi làm tiện hơn. 6. Cải biến triệt để. Khi trong lòng không còn đòi quyền lợi cho mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc người, chỉ muốn biểu lộ lòng tạ ơn, chỉ muốn làm được chút gì đó cho người, hành vi này đã khiến nội tâm tôi hoàn toàn chuyển biến và người cũng cảm nhận được lòng tôi. Cuối năm này, chồng tôi ghé qua, tất nhiên không ăn cơm mà sẽ dùng tiệc tất niên bên chú. Anh cũng không mời tôi đi, tôi cũng chẳng giận, còn làm bánh ngon gửi tặng. Sau đó, mình tôi ở nhà quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đợi anh và con gái ăn tiệc xong quay về. Qua mấy ngày sau, anh nói muốn tôi viết đơn nhận lỗi, muốn tôi chủ động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, trong lòng rất vui vẻ vì anh đã cho tôi cơ hội sám hối. Tôi viết 2 đêm thì xong. Lúc này chồng tôi chủ động nói sẽ tặng tôi 20% sản quyền, nhưng tôi không hề yêu cầu, còn xác nhận mình tự nguyện buông bỏ tất cả sản quyền phòng ốc. Trước đây tôi xem trọng nhất là tài sản, nhưng bây giờ tôi thực tâm muốn buông bỏ hết mọi vật chất mà xưa kia tôi rất chú trọng. Bạn biết không, buông xả rồi thì trong lòng phi thường thoải mái, nhẹ nhõm, tôi tận hưởng niềm kinh an khoái lạc chưa từng có. Đây là điều tôi thu được quá lớn lao. Qua xuân tôi vẫn kiên trì làm những gì cần làm, quét dọn vệ sinh, lau nhà sạch sẽ, nhiệt tình làm cơm nấu bếp. Tôi lưu tâm nghiên cứu các món chay ngon để nấu đãi người. Ngày xưa tôi vốn là cô gái lười nhác, nhưng bây giờ dù anh chỉ ghé thoáng qua thì thức ăn, nước uống, chăn mền, ghế giường tôi đều giữ sạch sẽ. Bất kể anh có đến ở hay không, có dùng cơm hay không thì tôi luôn làm mâm cơm tươm tất để sẵn. Lâu dần anh cũng nhận ra tôi có thay đổi,
bắt đầu giao hảo tốt hơn. Một ngày trung tuần tháng 3 năm nay, hôm đó trời rất đẹp. Anh bỗng đến bảo tôi thu xếp hành lý, giải thích là bạn anh vừa mua xe, mời cả nhà chúng tôi đồng đi du ngoạn. Tôi ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, dẫn con gái cùng đi. Trong chuyến du hành, anh mua kẹo mạch nha cho tôi ăn. Nhưng mạch nha dẻo quá nên tôi ăn lúng túng, dính tùm lum, khiến anh bật cười. Chúng tôi du ngoạn rất vui. Con gái tôi rất vui sướng. Cả ba chúng tôi cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc mấy năm rồi chưa từng có. Từ lần đi chơi đó về, anh bắt đầu ăn cơm tôi nấu. Chúng tôi bắt đầu giao lưu cảm thông nhiều hơn. Năm nay, ngày mùng 1 tháng 5, tôi và chồng đồng lên núi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương, ngủ lại núi một đêm. Buổi khuya nghe trong chùa tụng kinh khóa sáng, trong lòng đối với Bồ Tát bỗng thấy lưu luyến vô hạn. Tháng 10 năm nay, em gái tôi sắp kết hôn, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi bái Bồ Tát Địa Tạng. 7. Hạnh phúc như mơ. Bây giờ trong cuộc sống, chỗ nào cũng nhìn thấy tấm lòng tốt của chồng tôi bàn bạc. Khi anh ở nhà thì từ sáng sớm đã thức dậy, nấu nước nóng, pha trà, đặt bên cửa sổ. Đợi con gái và tôi thức dậy rồi thì có trà ấm nóng để uống. Khi tôi và con gái đi đánh răng rửa mặt thì anh vào xếp mền. Tôi bảo anh đừng xếp, để đấy lát nữa tôi làm. Nhưng anh dịu dàng nhìn tôi vừa gấp xong cái mền. Tôi thật là không tròn phận vợ. Khi tôi tình cờ nói thích ăn sầu riêng thì hôm sau anh lập tức mua về, còn mua thêm quả vải to ở tận sân trúc. Anh giải thích phải ăn sầu riêng chung với trái vải sân trúc, như vậy mới tốt, nếu không sẽ dễ bị nóng lắm. Anh thật là ông chồng chu đáo quá đi. Đúng lúc bạn bè tới thăm, tôi cùng họ dùng sầu riêng. Từ sở làm anh gọi điện về hỏi tôi ăn có ngon không. Không phải vì lời hỏi thăm mà chính cùng cách thể hiện tấm lòng quan tâm ân cần của anh khiến tôi thấy ấm áp vô hạn. Bây giờ mẹ chồng hàng ngày đều thay tôi đón con gái giùm. Bà dành cho tôi rất nhiều sự thoải mái. Để tan sở, tôi có thể đi làm những gì mình thích. Tôi thầm tri ân bà. Mẹ chồng còn luôn gọi điện dặn tôi chú ý. Khi trong người bị nóng thì phải ăn gì, bụng không thoải mái nên ăn gì. Thật là nhà có người già như có trân bảo vậy. Bình thường trong sinh hoạt, chồng tôi rất tế nhị. Anh quan tâm lo cho tôi từng chút, luôn kiểm tra xe để tôi chạy an toàn. Khi tôi đi họp bạn, anh âm thầm nhét tiền vào bóp tôi, sợ tôi không đủ dùng. Ngày cuối tuần, anh chẳng nói lời nào, dẫn tôi đi đến tiệm quần áo. Tôi ngỡ anh muốn mua y phục cho mình, ai ngờ anh toàn mua cho tôi. Ngày nghỉ, anh chở tôi đi ăn thức chay ngon ở khu phố lớn. Tôi là chúa ưa ăn hàng, rất khoái tẩm bổ thân thể đó nha. Sau khi ăn xong thì anh dẫn tôi đi xem phim. Cuối tuần trước, anh chở tôi đến khu Đại Lâu cao 46 tầng để ngắm cảnh. Những gì anh làm cho tôi đều biểu lộ tình thương nồng ấm. Tôi đứng bên sông say sưa ngắm cảnh, góc độ nào cũng đẹp. Tôi nhìn thấy hòn ngọc Đông Phương, trung tâm Hoàng Châu, trung tâm Thượng Hải, đẹp quá trời đi. Rồi tôi nhìn sang anh, thầm nghĩ tấm lòng anh mới là đẹp nhất, đẹp hơn mọi mỹ cảnh quanh đây. Anh đối với tôi thật ấm áp, chan hòa tình thương, khiến tôi như tan biến trong đó. Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá tuyệt vời mà tôi có được đây chính là nhờ Phật Pháp, nhờ chư thiện tri thức đã chỉ dẫn tôi, giúp tôi thức tỉnh, nguyện sửa đổi mình, phát tâm sám hối, tri ân. Biết nhìn điểm tốt nơi người bên cạnh mình, từ bỏ lòng ích kỷ nhỏ nhen, hiểu rằng sống nên biết cho ra, thay vì cứ đòi nhận. Kể từ đó, tất cả đều thay đổi. Tôi không ngờ mình lại thu hoạch quá nhiều điều phi diệu. Đến nỗi tôi chỉ biết kinh ngạc và mừng vui bất tận.
Hiện tại tôi chỉ có thể công phu vào lúc rảnh, do bận đi làm, bận lo cho gia đình. Dù thời khóa công phu được tôi dành cho thời gian rất ít, nhưng đối với Phật Pháp, tính tâm tôi càng lúc càng mạnh. Tôi không còn chấp vào quá khứ để khổ đau, tiếp tục học tập thực hành Phật Pháp, vui với hạnh phúc an lạc hiện tại. Trước mắt, tạm thời chồng tôi vẫn chưa hiểu việc tu trì tụng kinh của tôi. Vì không muốn làm phiền anh nên tôi thường tụng thầm, niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng Vương, âm thầm tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh, cho thế giới. Ghi thêm, hôm kia chúng tôi đi làm giấy tờ nhà, anh lại ghi tên tôi vào. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp các chị em phụ nữ đồng cảnh ngộ, còn đắm trong vô minh đau khổ, sẽ tìm được lối thoát giống như tôi. Lời bình. Anh chồng trong đây là người tử tế, có trách nhiệm. Anh không hề lăng nhăng hay dở thói trăng hoa trong suốt thời gian dài xa cách bất hòa với vợ. Viên Viên viết bài tự thuật này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh giác, nên luôn thấy ưu điểm bên nhà chồng và sẵn sàng tự nhận chỗ sai của mình. Cô đã nếm vị ngọt nhờ vào lòng chân thành hành trì Pháp Phật và tu sửa bản thân. Hạnh phúc này do chính cô tạo ra và tự chiêu cảm lấy.